cho con làm lễ cầu hồn để linh hồn mẹ con được siêu thoát. Nghĩa trang heo ăn bánh kỳ lạ ở Sóc Trăng. Ở chùa Mã Tộc, thành phố Sóc Trăng không chỉ nổi tiếng vì có kiến trúc đẹp, có nhiều dơi ngựa về đây trú ngụ mà còn được nhiều người nhắc tới vì phía sau chùa có hàng chục ngôi mộ bằng bê tông khang trang, nhưng không phải của người mà của những chú heo năm móng. Khoảng 30 năm trước, có một cụ ông tên là Khiên thường đến chùa làm công quả. Một đêm, ông nằm mộng thấy có một người phụ nữ đến gõ cửa chùa xin quy y cửa Phật. Sáng tỉnh dậy, cụ Khiên mở cửa thì thấy một con heo cái to nằm trên đình, quay mặt vào trong chùa và ngủ ngon lành. Đánh thức kiểu nào nó cũng không dậy, đuổi thế nào nó cũng không đi. Và khi nhìn kỹ lại, cụ thấy nó có một bàn chân có 5 móng. Sau đó thì cụ Khiên đã đặt tên cho heo là Năm Hợi và cho sống ở trong cái khuôn viên của chùa. Heo Năm Hợi rất hiền lành và được các sư thầy chia sẻ thức ăn. Heo Năm Hợi khi lìa đời thì lúc đó nặng hơn 400 kg. Sau một ngày chú heo này ra đi, có một người đàn bà tìm đến chùa, nước mắt giàn giụa, xin gặp sư thầy và nói rằng nhiều lần người mẹ quá cố của con đã báo mộng mẹ biến thành heo và sống ở chùa Mã Tộc. Con mong các nhà sư cho con làm lễ cầu hồn để linh hồn mẹ con được siêu thoát. Và nhà chùa đã đồng ý cho người phụ nữ này đạt được ước nguyện. Lễ cầu siêu xong xuôi thì người phụ nữ này cho thợ xây cái ngôi mộ cho heo Năm Hợi, vẽ lên bia hình một con heo béo tốt, ghi tên là Năm Hợi, mất ngày 17 tây tháng 8 năm 1996 dương lịch và thọ 7 tuổi. Sau đó thì các nhà có heo 5 móng hoặc 3 giò, nghĩa là có một chân khác màu với 3 chân còn lại, thì đem gửi lên chùa. Khi nào heo qua đời sẽ được nhà chùa thông báo, họ sẽ đến làm lễ mai táng, xây mồ yên mã đẹp cho heo. Điều lạ lùng là lễ mai táng được thực hiện đầy đủ các thủ tục như cho người đã khuất. Lâu dần thì chùa Mã Tộc trở thành nghĩa địa có 102. Trên thực tế, theo quan niệm của một số người Khmer thì những con heo có bàn chân có 5 móng là cốt tinh của con người, có linh hồn nhưng bị đọa đày, cho nên sẽ được đưa đến để cho nhà chùa nuôi, giúp cho họ tu hành, mong cầu để hóa kiếp. Khi heo nhà mà xuất hiện những chú heo 5 móng thì người dân sẽ không dám nuôi mà sẽ gửi lên chùa, hoặc nếu có nuôi thì họ sẽ đối xử với heo 5 móng như là với con người, thậm chí là tắm rửa và ăn cơm dân mông. Ngoài ra còn rất là nhiều những cái câu chuyện đầy màu sắc huyền bí, nặng mê tín xung quanh những cái câu chuyện về những cái chú heo 5 móng này. Rồi qua truyền miệng, mỗi người một kiểu, tự do đồn thổi, thêu dệt trở thành chuyện ly kỳ chứa đựng màu sắc huyền hoặc. Đã có rất là nhiều người đến cái khu mộ heo 5 móng ở chùa Mã Tộc để cầu xin thần heo cho họ số để đánh đề, nhưng chúng đâu không thấy mà chỉ thấy gia đình của họ ngày càng khánh kiệt vì ham mê cờ bạc. Một vị sư trong chùa đã khẳng định rằng mỗi ngày có rất là nhiều lượt du khách đến chùa tham quan và xem mộ heo, nhưng chúng tôi chưa có nghe nói đến việc heo 5 móng cho số gì cả. Chắc có lẽ một số người đã đến đây để cầu phúc cho gia đình, sau đó về nhà làm ăn phát tài, nên họ đồn rằng heo 5 móng đã hiển linh và cho số chúng, khiến cho cái lời nói đó bị đồn thổi truyền tai nhau mà thôi.